À, xin chào mọi người. Tôi làm một đảnh lễ Đức Phật trước. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Rồi, ok, mình đang học về phân tích duyên khởi. Thì hôm vừa rồi là mình đang học về cái phần Avijja Paccaya Sankhara. Rồi đang học định nghĩa về những cái thuật ngữ như Đức Phật Ngài giải là trong cái Avijja Paccaya Sankhara, thì Sankhara Ngài chỉ là hai nhóm. Thứ nhất là nó bao gồm có ba chi. Một cái là Punya Visankhara, Abunya Visankhara và Anicca Visankhara. Thì hôm trước là mình định nghĩa là cái từ Punya Visankhara là hiểu như thế nào, rồi Abunya Visankhara là hiểu như thế nào, rồi Anicca Visankhara là ý nghĩa như thế nào. Rồi ông nhớ lại là từ cái từ Anicca, nó được gọi là bất động là bởi vì nó không kết hợp với tâm sở hỷ và hỷ. Còn cái từ abhisankhara nó có nghĩa, nó có được gọi là abhisankhara bởi vì nó là những cái tâm sở này này, nó sẽ đưa đi tục sinh trong những cõi bất động, tức là những cõi vô sắc. Cho nên anicca abhisankhara là muốn chỉ cho bốn cái tâm sở từ ở trong bốn tâm hiện vô sắc, bởi vì là những cái này á, những cái tâm sở tư này nó không kết hợp với thọ hỷ, cũng như nó không kết hợp với tâm sở hỷ, và nó đưa đến tục sinh trong những cõi vô sắc, tức là những cõi bất động. Thì sơ giải có nói thêm một chút xíu là thật ra là có tới 15 pháp. Được gọi là Anicca, 15 pháp và Anicca tức là bất động. 15 pháp này á là chỉ cho ba cái thiền, ba cái tứ thiền. Tứ thiền hay là ngũ thiền tùy theo cách chia bốn hay là chia năm. Ba cái thứ thiền hoặc là ngũ thiền sắc giới, và 12 cái thiền vô sắc. Như mình nhớ là bốn ba cái tâm thiền, ngũ thiền sắc giới á, với 12 cái tâm thiền vô sắc. Những cái tâm thiền này, những cái tổ hợp này nó không kết hợp với tâm sở hỷ và thọ hỷ. Cho nên thật sự tới 15 cái pháp này là được gọi chung là bất động. Cho nên ở đây theo những cái định nghĩa ở trên bất động hành này á, là nó là vì không kết hợp với tâm sở hỷ và thọ hỷ này á, là cái từ Anicca này chỉ cho những cái tâm sở mà nằm ở trong bốn cái tâm tâm thiện vô sắc mà thôi. Thì phụ sớ giải mới giải thích thêm là ba cái tứ thiền ngũ thiền, ba cái tứ thiền hay ngũ thiền sắc giới này này, tuy rằng nó được gọi là bất động theo ý nghĩa là nó không kết hợp với tâm sở hỷ và thọ hỷ, nhưng mà cái cảnh của nó là nó bắt ấn tướng. Những cái ấn tướng này là dựa trên sắc pháp, mà sắc pháp thì rất là rung động, nó không có ổn định, nó không có gọi là bất động. Cho nên những cái ấn tướng của sắc pháp, tức là những cái mà dựa trên sắc pháp đó, nó cũng được xem là không có ổn định, không có bất động. Cho nên chính vì như vậy đó, là ba cái tứ thiền sắc giới này nó không được gọi là Anicca,
theo cái ý nghĩa mà bất động hành này. Cho nên là phù sơ giải mới nói thật sự mà cái ý nghĩa nói rằng là nó không kết hợp với tâm sở này, là chỉ nên được hiểu cách là sao mà chỉ hiểu gián tiếp mà thôi. Vì nếu mà trực tiếp nữa thì cả bốn cái tâm tứ thiền và những cái pháp kết hợp với bốn cái tâm ba cái tâm tứ thiền này cũng được gọi là an nên chán, nhưng mà ở đây nó không được xếp vào đây. Thì đó là cho nên mình loại ba cái tổ hợp tứ thiền sắc giới ra. Còn ở trong 12 cái thiền vô sắc này thì mình nhớ là trong này nó có bốn thiền, bốn quả và bốn duy tác, bốn thiền, bốn quả và bốn duy tác. Thì tuy rằng á là những cái này nó đều là bất động hết, nhưng mà nó không được gọi là bất động hành, là bởi vì cái chữ hành, những cái chữ hành tức là nó đưa đến tục sinh trong những cái bất động, tức là nó cụ thể hơn nữa, tức là nó sẽ cho quả là những cái tâm tục sinh ở trong cõi bất động. Nên nó trong 12 cái thiền vô sắc này chỉ có bốn cái thiện, tức là bốn cái tâm sở mà kết hợp với bốn cái tâm thiện à, thì nó mới đưa đến sự tục sinh trong những cõi bất động. Còn bốn cái tâm quả và bốn cái tâm duy tác á, nó không cho quả gì hết, cho nên nó cũng không được gọi là anh em cha biết sang khara, tức là nó cũng không được gọi là bất động hành luôn. Phụ sơ giải với phụ sơ giải giải thích thì là như vậy. Rồi như vậy là mình qua xong được cái nhóm đầu tiên. Cái nhóm đầu tiên là ba cái đó, là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành rồi. Bây giờ mình qua cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai thì cũng bao gồm có ba, Đức Phật nó có ba, tức là thân hành, ngữ hành và ý hành. Mình nhìn thân hành. Là ca giá sằng khà đó. Thì nó được gọi là thân hành. Thì là bởi vì á, là những cái tâm sở này á, là sanh lên thông qua thân môn. Hay được thực hiện thông qua qua thân. Còn nói về chi pháp á, thì nó bao gồm là 20 cái tâm sở từ, tức là 8 cái kết hợp với 8 cái đại thiện và 12 cái tâm sở tư kết hợp với tâm bất thiện. Nói cụ thể ra là những cái này là những cái xảy ra ở thân môn sau khi khiến cho thân biểu tri sanh lên. Thì đó là thân hành. Ngữ hành sanh khả và thì cũng với ý nghĩa tương tự ở trên, ý nghĩa tương tự ở trên có nghĩa là nó cũng sanh lên thông, và đây nó thông qua 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 ngữ môn. Ok. Cũng tương tự như vậy, chi pháp của nó cũng là 20 tâm sở tư ở trên đó, là xảy ra ở ngữ môn sau khi khiến cho những lời nói khác nhau sanh lên. Thông qua việc làm
di chuyển từ cái miệng. Rồi, thì đó là ngữ hành. Ý hành là mano sang kara, thì y ở trên khác thì ý nghĩa của nó là sanh lên thông qua ý mô. Và y pháp của nó cũng là 20 tâm sở tư ở trên. Rồi. Ở đây có một cái điểm á, là sorry, ý hành ở đây là tức 29 tâm sở, chứ không phải là 20 tâm sở. 29 tâm sở thanh lên sanh lên tại ý môn, ở đây là 8 tâm sở kết hợp với 8 đại thiện, 12 bất thiện, 5 sắc giới, 5 sắc giới và 4 vô sắc. Toàn bộ những tâm sở tư này, 29 tâm sở tư này được gọi là ý hành. Mình nhớ khi mà nó sanh lên thì nó không làm cho hai cái sắc biểu tri sanh lên. Nhớ là cái thân hành á, thì khi mà nó sanh lên là nó làm cho thân biểu tri sanh lên tại tại thân môn. Ngữ hành á, thì nó sanh lên nó khiến cho ngữ biểu tri sanh lên tại tại ngữ môn. Còn ý hành á, là những cái tâm sở tư này sanh lên nhưng mà không có làm cho bất kỳ một cái sắc biểu tri nào sanh lên hết. Ở đây có một cái điểm á, là mình nhớ là trong này là có là 8 đại thiện, 12 bất thiện. Tuy rằng nói là như vậy nhưng mà ok, ở đây á, là mình nhớ 12 bất thiện này, trong này có cái tâm sở tư mà kết hợp với tâm si phóng dật, nghe kết hợp với tâm si phóng dật. Thì ở đây hiện tại mình đang học cái mối nối là vô minh duyên hành. Thì khi mà vô minh ông cái mối nối vô minh duyên hành á, thì cái tâm sở tư kết hợp với tâm si phóng dật cũng được tính vào trong ý hành. Nhưng mà khi khi mà sau khi mình học xong cái chi này, mình qua tới cái chi tiếp theo là Sankhara Paccaya Vijnana, tức là hành duyên cho thức, thì lúc đó cái hành, tức là cái tâm sở tư mà kết hợp với tâm tâm si phóng dật, cái đó nó lại không được tính là hành ở trong cái chi hành duyên cho thức. Nhưng mà hiện tại là mình đang học cái chi là thức vô minh duyên cho hành, thì cái tâm sở tư mà kết hợp với tâm si phóng dật lại được tính ở trong đây, tức là nó vẫn là chi pháp ở trong đây, về lại tính luôn cả 12 bất thiện. Đó là cái điểm nói thêm. Cái này là thật ra cái này là được trình bày ở trong phụ sớ giải, phụ sớ giải trình bày như vậy. Rồi, như vậy đó là định nghĩa của những cái thuộc về hành. Thì ở đây mới có hai nhóm như vậy. Nhóm thứ nhất là bao gồm có ba, là phúc hành, phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Và nhóm thứ hai là thân hành, ngữ hành và ý hành. Thì bây giờ sẽ giải mới trình bày tiếp theo là cái mối quan hệ của hai cái nhóm này như thế nào. Thì cái đầu tiên là cái phúc hành. Cái phúc hành này là chỉ cho 8 tâm sở tư hiện dục giới, 8 tâm sở tư hiện dục giới là thân hành cho cái người mà tránh xa không thực hiện. Tránh xa không thực hiện.
ba cái thân bất thiện nghiệp, ba cái thân bất thiện nghiệp là không có sắc sanh, nó ba cái thân bất thiện nghiệp là sắc sanh, trộm cướp và tà dâm, thì ba cái đó thì tám cái tâm sở thị dục giới này được gọi là thân hành ở trong cái người mà tránh xa không thực hiện ba cái thân bất thiện nghiệp. Và cái phúc hành này nó cũng là tám cái tâm sở tư thiện dục giới, là được gọi là khẩu ngữ ngữ hành cho người tránh xa không thực hiện bốn cái ngữ bất thiện nghiệp. Thì là tám cái tâm sở tư đó được gọi là ngữ hành đối với cái người mà không thực hiện bốn bất thiện nghiệp, tức là không nói dối, không nói lời độc thọc, không nói lời độc ác, không nói lời chia ra, không nói lời buồn phím. Và 13 cái tâm sở tư thiện dục giới và sắc giới, tức là bộ là tám cái thiện dục giới và năm cái thiện sắc giới, sanh lên tại ý môn là ý hành. Cái phúc hành nó có thể chia làm ba loại, tức là phúc hành có thể được gọi là thân hành trong trường hợp này, phúc hành có thể được gọi là ngữ hành trong trường hợp này, và phúc hành có thể được gọi là ý hành ở trong trường hợp này. Rồi cái thứ hai là phi phúc hành. Rồi. Phi phúc hành cái thứ nhất là 12 cái tâm sở tư bất thiện, là thân hành. Tại thời điểm, tại trong thời bình nhật, khi thực hiện ba cái thân bất thiện nghiệp. Tương tự như vậy thì cũng 12 cái tâm sở tư bất thiện là ngữ hành trong thời bình khi thực hiện bốn cái ngữ bất thiện nghiệp, và cũng 12 cái tâm sở tư bất thiện là ý hành trong thời bình nhật. Chứ trong thời bình nhật khi sanh lên không phụ thuộc vào hai cái môn ở trên, tức là không phụ thuộc vào thân môn và ngữ môn, thì cái đó được gọi là ý hành. Rồi qua cái bất động hành, bất động hành này thì nó chỉ có xảy ra tại ý, nó chỉ là ý môn mà thôi, nó chỉ là ý đúng rồi, nó chỉ là ý hành mà thôi, tức là nó chỉ cho bốn cái tâm sở tư thiện vô sắc giới là ý hành. Rồi. Bây giờ đi ngược lại.
Thì ở trên nhé là mình phân tích phúc hành, phi phúc hành, bất động hành theo thân, ngữ và ý. Bây giờ mình đi ngược lại, mình phân tích ý, thân, ngữ và ý theo phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Thì thân hành á, đôi lúc là phúc hành. Đôi lúc là phi phúc hành, nhưng mà không bao giờ là bất động hành. Phải, bởi vì nhưng mà trên nó bất động hành, nó chỉ là ý hành mà thôi, ở đây thân hành nên nó không bao giờ là bất động hành. Cũng tương tự như vậy, ngữ hành đôi lúc là phúc hành, đôi lúc là phi phúc hành, nhưng không bao giờ, nhưng không bao giờ là bất động hành. Rồi dĩ nhiên ý hành thì nó có thể là cả ba tùy trường hợp. Rồi thì đó là tất cả những cái điều cần phải hiểu về về cái từ sankhara, tức là cái từ hành ở trong cái chi vô minh hành. Rồi cho nên mình bây giờ mình mới đi tới cách tiếp theo. Thì ở trên là mình giải thích là hành nghĩa là gì rồi, thì bây giờ mình phải hiểu rõ là những cái hành này á là được duyên bởi vô minh. Thì Đức Phật nói là vô minh duyên hành, mình phải hiểu cái câu vô minh duyên hành được hiểu như thế nào. Thì ở đây cái điều đầu tiên mình phải hiểu là ý Đức Phật này muốn nói là khi mà có vô minh thì sẽ có hành. Khi mà có vô minh thì sẽ có hành. Bởi vì là do không hiểu biết về khổ, cũng như các uẩn xứ giới ở trong quá khứ, và vân vân, thì một người mới xem là cái khổ của luân hồi, xem cái khổ của luân hồi là hạnh phúc. Từ đó mới thực hiện những cái hành này. Những cái hành này vốn là nguyên nhân để đưa đến cái khổ luân hồi. Vì do không hiểu biết về về tập, tức là ở trên là khổ, là khổ đấy, đi tập đấy, là xem tập là nguyên nhân của hạnh phúc, cho nên chúng ta mới thực hiện những cái hành này. Những cái hành này là nó có ái, tức là tập đó, là công cụ
cũng như là nguyên nhân của khổ đau. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cũng vì do không hiểu biết triết và đạo. Cho nên là vì không hiểu biết đó cho nên mới xem cái cõi phi tưởng. Đây là cái cõi cao tột nhất, cái cõi này khi mà người mà không hiểu biết về đại diệt và đạo á, mà gọi là có kiến thức, gọi là kiến thức về không phải là kiến thức về hy thế, thì sẽ xem là cái cõi này là cái cõi cao tột nhất, là cái nơi cứu cánh nghe. Cho nên xem cái cõi phi tưởng là sự chấm dứt khổ, trong khi thật ra cái cõi này không phải là cái cõi cao nhất, không phải là cái cõi mà để chấm dứt khổ. Bốn, tâm sở tư thiện vô sắc giới để ý hành tại thời điểm bình nhật. Nếu như vậy thì khi vị đó nhập thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới thì lúc đó cũng có ý hành, thì đâu phải thời bình nhật. Và tại sao lại không thời bình nhật? Nếu như vị đó mà nhập vào những tầng thiền thì lúc đó là đang thời bình nhật. Thời bình nhật ở đây là muốn nói là không phải tại thời tục sinh. Thời tục sinh là cái thời 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 điểm của tâm tục sinh, còn toàn bộ tất cả tính trừ cái điểm nó ra cho tới lúc tử, toàn bộ cái thời gian được xem là thời bình nhật. Thì khi vị đó nhập vào thiền sắc giới vô sắc giới thì lúc đó những cái tâm thiền thiền vô sắc giới và thiền sắc giới vô sắc giới nó sanh lên, thì lúc đó là ý hành. Rồi xem cái này, xem cái phi tưởng là sự chấm dứt khổ. Phi tưởng là sự chấm dứt khổ. Dạ thầy ơi, em hỏi cái chỗ cái câu C của cái Là ý C sao của ạ? câu 8 đấy cô, là của thầy. Tức là cái ý C câu 8 đấy, mình ở đây mình ghi là bất động hành là bốn tâm sở tư thiện vô sắc giới là ý hành tại thời điểm bình nhật. Thì em Là khác lắm. ý C à, thay vì là sao à, giờ không hiểu không? À tức là em đang thắc mắc cái ý C của cái phần cái câu ta, câu 8 của câu trên ấy cả. Câu trên không phải câu 9 đâu. Tức là thầy ghi là bất động hành ấy là bốn tâm sở thiện Dạ, tư bốn thiện tâm sở vô sắc tư thiện của các giới. là ý hành tại thời điểm nhập ấy. Cái mới hỏi là cái nếu mà nó họ mà nhập ở tầng thiền, nhập cái thiền vô sắc chẳng hạn, hoặc thiền sắc giới ấy, thì lúc đó cũng có ý hành, thì lúc đó nó là khởi, thì có đâu phải à lúc đó nó là khởi, vẫn là khởi bình nhật mà nó là nhập thiền thôi Dạ, ạ. bốn tâm sở tư thiện vô sắc. Ý hành tại thời điểm bình nhật và dạ vâng, cảm ơn. Và tại sao thời bình nhật lại không được gọi là thời nhập thiền, nhập thiền lại không được gọi là thời bình nhật? Bởi vì cái thời bình nhật á, là nó lúc nãy như nói nó là có hai cái mình phân biệt. Một cái tại cái thời điểm mà tục sinh á, được gọi là thời tục sinh, trừ cái điểm thời tục sinh ra, tính từ cái từ trừ từ điểm đó tính về sau cho tới lúc tử, toàn bộ cái thời gian nó được gọi là thời bình nhật. Dạ, mình nói như Vì thế do sợ không hiểu biết đạo diệt lẫn và đạo lẫn cho nên xem cái cõi phi tưởng là sự chấm dứt khổ, nhưng thật sự cái này nó không phải là sự chấm dứt khổ, là một cái. Cái thứ hai cái đó là do không hiểu biết diệt, okay. Còn cái thứ hai
Dạ sao ạ? Dạ rồi. Rồi cái thứ hai là do không hiểu biết đạo là sao? Tức là vì không hiểu biết đạo tu những cái hạnh mà gọi là hành sát đó, thêm những cái hạnh đó là sẽ đưa đến sự chấm dứt khổ. Mà nhưng thật sự những cái hạnh đó lại không đưa đến sự chấm dứt khổ. Xem những cái sự thực hành của hạnh là phương tiện đưa đến sự chấm dứt rồi. Thì bị rớt mạng rồi. Dạ, mọi người có nghe lại chưa ạ? Dạ rồi ạ. Dạ, ok rồi, sorry, bên này cái mạng nó rớt. Rồi, bây giờ thì ok, sao nói? Nói xuôi thì ok, còn nói ngược thì mới không đúng. Nói xuôi thì ok, nói ngược thì không đúng. Nói xuôi ở trên này là nói là bốn tâm sở thiện vô sắc giới là ý hành. Bốn tâm dạ, xem là cái câu Pali rồi đây này, nên đặt cái từ là tại thời điểm mình nhập phía trước hay là tại thời điểm mình nhập phía sau. Đợi chút xíu này. Ok, nếu như vậy thì có thể mình nên đặt cái từ này ở phía trước thì nó đúng. Nó ok, rồi cái đó tải từ mình nhập lý nha. Rồi ok. Rồi, ok bây giờ mình mới qua cái tiếp theo bên này. Rồi. Rồi, khao khát sự chấm dứt khổ. Thì từ đó do cái sự khao khát đó thì chúng ta mới thực hiện thực hành những cái hành này. Thực hiện những cái hành này, những cái hành này tức là thực hiện cái việc thực hành vô hạnh rồi đó.
để đạt đến cái mà chúng ta cho là một sự chấm dứt khổ. Rồi. Rồi cái tiếp theo. Rồi cái tiếp theo nữa là cũng vì do có vô minh, tức là nói chung vì do có vô minh. Tức là nói chung là do không không biết hoặc là hiểu sai về tứ đế. Cho nên là chúng ta mới thực hành ở trong này chị trình bày là chị nói là nói ở đây chúng ta mới thực hành là phúc hành và bất động hành. Để mới mục đích là để chứng đạt được cái quả của những cái này, cái quả của phúc hành và bất động hành. Khi mà do mình không hiểu biết hoặc là mình hiểu sai về tứ đế cho nên mình mới thực hành cái phúc hành và bất động hành với mục đích là để chứng đạt cái quả của phúc hành và bất động hành. Mà những cái quả của phúc hành và bất động hành này á, là vốn trộn lẫn với những cái sự bất bất lợi bất tiện. Tức lý muốn nói là dĩ nhiên cái quả của phúc hành và bất động hành này có nó có cái vị ngọt có nó chứ không phải là không, nhưng mà những cái quả đó nó có trộn lẫn với những cái bất lợi và bất tiện, chẳng hạn như là sanh lão nó có, sanh lão và tử nó có. Đó chính là cái lý do vậy cho mình không hiểu biết rõ ràng, mình hướng mình thực hành để mình hướng để mình đạt mình hưởng những cái quả này, thì những cái quả này nó lại là không chỉ thuần túy là tốt đẹp mà nó trộn lẫn với những cái bất tiện bất lợi ở trong đó. Đó là cái lý do tiếp theo. Rồi, cũng như vậy cũng vì do có vô minh. Tức là cũng như trên nó, tức là không hiểu biết, không biết, không hiểu, không biết hoặc là hiểu sai về tứ đế. Cho nên là chúng ta cũng thực hành là ở đây là chỉ trình bày là phúc hành mà thôi, thông qua thân và ngữ. Để đạt được hoặc là hưởng quả của chúng. Và cái quả này thật ra là hạnh phúc thì rất là ít. Nhưng mà rất là ít hỏi. Và là thật ra cái hạnh phúc này nó được gọi là hỏi khổ. Tức là khi mà nó diệt đi thì khi mà nó diệt đi thì mình sẽ đau khổ vì cái sự biến mất của nó. Đó là những cái lý do tiếp theo. Cái này cái ví dụ trong 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 sứ giải đưa ra nó giống như là cái ví dụ mà một người mà người ta dùng lưỡi mà để liếm cái con dao mà có mật đó. Tức là riêng là nó mật ngọt mà nhưng không cẩn thận là cái lưỡi sẽ bị đứt hoặc là bị thương, bị chảy máu. Đó là cái lý do cái ví dụ mà trong sứ giải đưa ra.
Rồi, rồi cái tiếp theo cũng là vì do có vô minh mà chúng ta thực hành bất phi phúc hạnh. Vì cho rằng á, là do vì xem những cái hành này là tốt đẹp và vì bị chế ngự bởi phiền não. Do mình xem những cái việc khi có nhiều khi có nhiều người người ta không hiểu biết người ta đang làm thực hiện những cái việc ác người ta lập người ta không hiểu biết cho nên người ta nghĩ những cái đó là việc là một chuyện. Thứ hai nữa là bởi vì những người đó có thể là bình thường người ta hiểu những việc đó đó là không tốt nhưng mà trong rồi rồi đây là vì do có vô minh. Ở đây nói cụ thể là cái vô minh này là do không hiểu biết cái do không hiểu biết cái bản chất hoại khổ và hành khổ của quả vô sắc nên chúng ta mới là thực hành bất động hành. Thực hành bất động hành. Vì cụ thể là vì xong okay. Cái này là do tưởng điên đảo vì tưởng điên đảo cái loại tưởng điên đảo này cụ thể trong này đưa ra là cái thường kiến sorry kiến điên đảo trong này tưởng điên đảo cho rằng những cái quả của khi mình thực hành bất động hành đó, thì nó sẽ cho quả làm sanh lên những cái cõi đó và xem những cái cõi đó là thường hằng nó không có thay đổi do đó cho nên mình thực hành những cái bất động hành đó để có được cái sự những cái kết quả của bất động hành. Rồi thì đó là mình cần phải hiểu cái câu mà vô minh duyên hành là như vậy. Rồi bây giờ mới đi qua cụ thể nữa là nói theo chi pháp vô minh duyên hành là duyên như thế nào. Rồi vô minh duyên hành. Thì cụ thể ở đây mình nhớ là mình có ba cái thì cái Phật ngài phân chia theo ba cái này là phân chia theo ba cái là phúc hành phi phúc hành và bất động hành. Thì cái thứ nhất là đối với phúc hành hai duyên nhé. Tức là thông qua cảnh duyên Aramana và cộng y duyên Upanisaya. Rồi cái thứ nhất là đối với trường hợp mà cảnh duyên thì một cái ví dụ đưa ra là đối với bây giờ mình nói phúc hành trước thì cái này là nhớ phúc hành nó có hai một cái là
dục giới và một cái là sắc giới. Đối với mình, dục giới phúc hành là dục giới á, thì trong cái trường hợp này là cái tâm đại thiện nó đang quán vô minh, là đang quán vô minh là vô thường khổ và vô ngã, hay nó cụ thể hơn trong 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 cái việc diệt được. Khi mà cái tâm tâm đại thiện, một trong những cái tâm đại thiện nó sanh lên, nó bắt vô minh làm cảnh, lúc đó nó đang xem, nó đang thấy vô minh diệt đi, lúc đó là cái trường hợp là vô minh duyên hành thông qua cái cảnh duyên. Ở đây nó tâm đại thiện, mà thật ra đây nó cụ thể hơn là cái tâm sở tư ở trong tâm đại thiện. Tâm sở tư của tâm đại thiện nó đang quán vô minh là đang diệt đi, là cái đó là cái ví dụ mà cảnh duyên đối với dục giới. Còn trong cái trường hợp mà sắc giới, tức là ở đây nó nói tới cái tâm sở tư mà kết hợp với tâm sắc giới á, thì cái ví dụ sư giải đưa ra là lúc này là tâm sở tư của cái tâm ngũ thiền. Mà tâm ngũ thiền ở đây là lúc này nó đang thực hiện thần thông, một đây là ta nói cụ thể là tâm thần thông, nó đang biết, nó đang nhìn thấy, nó đang bắt cái tâm sở vô minh trong một trong những cái tâm bất thiện làm cảnh. Và cái trường hợp của cảnh duyên mà của sắc giới, đây là cái ví dụ đưa ra. Rồi bây giờ qua cái loại duyên thứ hai là cận y duyên. Cận y duyên thì thứ nhất cũng là dục giới, thì nó có hai người mà người ta đang thực hành giới định và tuệ, tức là chúng ta thực hành giới định và tuệ, tức là ở đây ý muốn nói là những lúc này là cái tâm sở tư, nó muốn nói tới cái tâm sở tư của một trong những cái tâm đại thiện sanh lên đó, khi mà mình đang thực hành giới định và tuệ đó, với cái mục đích là để vượt qua vô minh. Nên là khi mình khởi lên cái ý là ồ, mình sẽ thực hành giới định và tuệ để mục đích là mình diệt trừ vô minh này, thì lúc đó vô minh nó đang là cái pháp làm duyên, nó duyên cho những cái việc mình thực hành này. Thì cụ thể trong trường hợp này là nó duyên cho cái tâm sở tư trong quá trình mình đang thực hành giới định và tuệ, thì cái mối quan hệ này là cận y duyên. Và trong cái trường hợp thứ hai nữa là cũng là mình đang thực hành giới định và tuệ, nhưng không phải với mục đích vượt qua khỏi vô minh, mà với cái mục đích là muốn đạt được những cái thiện thú tốt đẹp trong tương lai. Thì lúc này là do mình đang bị che mờ của vô minh, mình nghĩ rằng những cái thiện thú tốt đẹp này trong tương lai là những cái mình cần phải hướng tới, cho nên từ đó cái này là do vô minh, mình đang bị chế ngự vô minh, thì lúc đó mình thực hành giới định và tuệ mục đích đó. Cái phía trên đó là do mục đích là vượt ra khỏi vô minh, thì vô minh cũng là cái nguyên nhân. Ở dưới này cũng vậy, cái nguyên nhân ở dưới này không phải là vì vượt vô minh, mà với mà là vì bị vô minh, đang bị vô minh chế ngự, nghĩ rằng cái này là tốt đẹp cho nên mới thực hiện. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất là cận y duyên đối với dục giới, tức là cái này đang nói tới cái tâm sở tư ở trong kết hợp với một trong tám tâm tâm đại thiện. Rồi trong trường hợp thứ hai là sắc giới.
Thì nó cũng tương tự như ở trên, nó cũng có hai trường hợp, tức là muốn chỉ cho cái trường hợp mà mình thực hành thiền, tức là mình đang thực hành thiền để là ngay lúc đó là chứng đạt thiền đó nghe, tức là một trong cái tâm sở tư ở trong một trong năm cái tâm thiện sắc giới nó sanh lên đó. Mà nhưng mình đạt được cái đó có hai trường hợp, cái thứ nhất là với mục đích để vượt qua vô minh, tức là nó cụ thể hơn là mình đang 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 thực hành định, cái định mình đạt được định đó nghe, đạt được định với mục đích để vượt qua vô minh. Và cái thứ hai cũng vậy, là cũng tương tự ở trên, tức là lúc đó là mình cũng đang thực hành định và đạt được định, nhưng mới với mục đích là để đạt được, để sanh lên những cái cõi sắc giới, thì xem những cái cõi sắc giới rất là tốt đẹp, thì nó cũng cũng giống như ở trên. Nhưng trong trường hợp này là tâm sở tư ở trong một trong năm cái tâm thiện sắc giới, thì đó là trường hợp của phúc hành. Phúc hành đó là vô minh duyên cho phúc hành, là thông qua hai, có thể thông qua hai duyên là cảnh duyên và bất cận y duyên. Rồi bây giờ mình qua thứ hai là phi phúc hành. Phi phúc hành á, thì vô minh duyên cho phi phúc hành thông qua rất là nhiều duyên. Cái thứ nhất là cảnh duyên. Cảnh duyên thì trong cái trường hợp như là lúc mà tham sân hoặc là si sanh lên mà đang bắt si làm cảnh, tức là tâm sở tư kết hợp với những tâm bất thiện bắt tâm sở si làm. Cái này là do bị cái này là nó thật sự hơi khó hiểu một chút xíu, nhưng mà phải hiểu cái này nó xảy ra trong những cái trường hợp là do mình không hiểu biết. Những cái đó thật sự đó là tâm sở si, nhưng mình không hiểu biết, mình xem cái đó giống như là có nhiều khi có nhiều cái sự ngu ngơ của mình á, là mình nhớ, mình nghĩ là mình bắt, mình xem những mình dính mắc một cái sự ngu ngơ của mình có, nhưng vậy là không. Nên là cái trong trường hợp đó, cái trường hợp của cảnh duyên. Cái trường hợp thứ hai là cái này là cái duyên cụ thể ở trong, tức là cảnh trưởng duyên. Nó là vừa là cảnh duyên mà nó vừa là trưởng duyên, thì mình nhớ cảnh trưởng duyên với cái cảnh cận y duyên, hai cái này nó giống nhau. Cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên, hai trường hợp cũng giống nhau, thì cái này chẳng qua nó giống với cảnh duyên mà nhưng khác ở một cái điểm là lúc này á, là cái tâm sở tư này nó bắt cái tâm sở si và nó xem cái tâm sở si rất là quan trọng, nó xem cái này như là trưởng, tức là quan trọng. Rồi thì nó cụ thể ở đây nói là tại thời điểm vui thích của tham mà bắt tâm sở si làm cảnh với sự tôn trọng. Thì đó là cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba là y duyên. Chỉ là cận y duyên thôi chứ không phải là cảnh cận y duyên. Cận y duyên thì cái ví dụ là trong cái trường hợp và thực hiện nhưng hẳn như việc sắc sanh này hả? Mà không thấy được cái những cái bất lợi, không thấy của việc đó, hoặc là do bị thứ nhất là không thấy được bất lợi, cái thứ hai là do bị mập mờ, nó không có mơ hồ, do bị mơ hồ không có rõ ràng, do bị mơ hồ không rõ ràng. Cái mơ hồ không rõ ràng này á, là muốn chỉ ám chỉ cho vô minh.
Tâm sở tư bắt những tâm bất thiện thì tâm đó thuộc tâm bất thiện dục giới rồi, làm sao là phi phúc hạnh. Giờ mình như ở đây mình phải hiểu hai cái này khác nhau, như một cái á là chủ thể, một cái là đối tượng. Cái tâm sở, khi mình nói tâm sở tư bắt những tâm bất thiện tâm sở tư bắt những tâm bất thiện là cái này nó nằm ở đâu? Tâm sở tư bắt những tâm bất thiện, cái này đâu, cái này đang nói đâu có nói tâm sở tư bất thiện, tâm bất thiện tâm sở tư mà kết hợp với những tâm bất thiện bắt tâm sở si làm cảnh ở đây, bởi vì mình đang nói là phi phúc hành. Phi phúc hành ở đây là muốn chỉ cho cái tâm sở tư kết hợp với những tâm trong bất thiện, cái đó được gọi là tâm là phi phúc hành. Còn cái này là cái tâm sở si, tâm sở si ở đây là vô minh làm cảnh, cho nên cái tâm sở si này á, nó là cảnh duyên cho tâm sở tư vốn là phi phúc hành sanh lên. Cái này là một, ở đây nói cái này là đang cái này là nó kỹ chi pháp, cái này mà nói nó sơ sơ sơ, nó sơ sơ mình có thể hiểu là cái này là danh pháp bắt danh pháp làm cảnh. Danh pháp mà cái pháp làm duyên á thì nó lại là tâm sở si, tức là vô minh, nó làm cảnh, nó là đối tượng. Còn cái chủ thể mà đi bắt cái đó làm cảnh á lại là cái tâm sở tư ở trong những cái tâm bất thiện, cho nên mình nói cụ thể mình nói là một cái tâm bắt một cái tâm khác làm cảnh được, một cái tâm khác làm cảnh cho một cái tâm khác, thì cái cụ thể ra cái làm cảnh nó lại là cái tâm sở si ở trong cái tâm đó, và cái tâm mà chủ thể mà bắt cái tâm sở si cho làm cảnh lại là cái tâm sở tư ở trong những cái tâm bất thiện, vì trong trường hợp này là vô minh duyên cho phi quốc hành. Ok, cố gắng xong cái này rồi. Cận y duyên này, rồi cái thực hiện việc sát sanh nhưng không thấy được cái bất lợi của việc đó, thứ hai là do bị mơ hồ và mờ bởi vô minh. Thì cái đó là cận y duyên. Ok thôi chắc bữa nay mình dừng ở đây ạ. Có gì rồi lần sau mình sẽ tiếp tục. Bởi vì cái phần này nó còn nhiều, có nhiều duyên, chỉ một duyên nhé. Và cũng thông báo cho mọi người luôn là tuần sau mình nghỉ nha. Tuần sau nữa mình học, bởi vì tuần sau mình bắt đi học một cái lớp ở trên trường của ngài Diệu Phó. Thì tuần sau nữa mình học. Nhưng dạ, nói tóm lại là tuần sau mình nghỉ, tuần sau nữa mình sẽ học tiếp tục. Rồi chúc mọi người được an vui. Xa, Dạ, xa, xa. sa thú, em cảm ơn thầy.